hai người đừng qua đây. Hai người mà qua đây là tôi nhảy thiệt đó. Em gái, em gái ơi, bình tĩnh nghe chị nói nè. Sao vậy chú? Để chú xuống. Không được đâu. Sao vậy? Con là con gái, con sẽ dễ hơn. Để con xuống đi nha, chứ chú không biết bơi á. Chú nè. Em gái, làm gì vậy? Chị đừng qua đây. Chị mà bước nữa là tôi nhảy thiệt đó. Khoan, 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 bình tĩnh con ơi, bình tĩnh. Hãy nghe những lời chân tình nè. Em gái, nghe chị nói nè, chị cũng muốn chết nữa. Hả? Cái gì? Con nói đi. Tại sao chị muốn chết? Chị muốn chết chung với em. Mình không ngã. Đúng rồi, nó muốn chết lắm. Vậy thì qua đây với em đi. Từ từ nha con, cẩn thận nha. Ê, đứng dậy đi. Chị tính lừa tôi đúng không? Mấy người tính câu giờ đúng không? Không, thiệt mà, đâu có chạy đá banh đâu câu giờ làm chi. Nó muốn chết thiệt mà, nó muốn chết nè, nó muốn chết. Chị muốn chết thiệt. Chị muốn chết nhiều lần rồi, nhưng mà chưa thành. Em bình tĩnh nghe chị nói nè. Bình tĩnh đi. Có hôm trời mưa, chị ra đường dầm mưa để mong trời đánh chị, nhưng mà trời không đánh. Tại vì có thằng nhóc nó bưng tô cơm đứng kế bên, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn đó con. Chú im đi. Có lần chị uống thuốc sâu tự tử, như uống thằng nhầm thuốc bổ. Lấy thuốc bổ của ba nó uống hơn, ba nó không uống thuốc từ sâu á. Chú đánh đi. Lớn. Hôm đó chị thắt dây tự tử mà không chết. Tại vì nó thắt thòng lọng, nó thắt hình trái tim á. Con chết là chú vừa đâu. Chú nói đi, chú phải nói chú không chờ chứ. Em gái, em bình tĩnh lại nghe chị nói nè. Bình tĩnh đi. Em có phải là đứa con từ trên trời rơi xuống không? Em còn có ba mẹ, còn có chú cún Mila nữa. Vậy là em hơn chị rồi. Nó không có chó. Chị có ba có mẹ, nhưng mẹ chỉ có gia đình khác. Mẹ chỉ bỏ chị. Chị không nhận được tình thương yêu từ mẹ, không chia sẻ được từ ba. Nghe chị nói nè, em đừng đi nữa. Bình tĩnh. Em còn ba còn mẹ mà, tại sao em lại muốn chết? Em thì thi rớt đại học, em không còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ nữa. Trời ơi, rớt đại học nó có gì đâu. Chú rớt mấy lần rồi, thi bằng lái xe mà chú còn rớt mà. Mày nói cho tao hiểu chứ con. Em suy nghĩ lại đi. Em còn ba mẹ mà, em chết như vậy. Hai người kia, những ai? Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Mấy người đứng đó. Mấy người mà xuống đây là tôi nhảy thiệt đó. Em ơi, qua đây đứng. Trời ơi, tôi lại mấy người mà. Em ơi, gần vũ được rồi. Qua đây đứng đi. Vô đây đứng. Em hãy nhớ lại đi. Ba mẹ là người đẻ em ra mà đúng không? Ba mẹ là người nuôi dạy em mà đúng không? Nếu em chết như vậy, ai sẽ là người đau đớn nhất? Đúng rồi. Họ không có đau đớn gì hết á. Tôi phải cho họ biết, không phải lúc nào tôi cũng phải thực hiện ước mơ của họ. Tôi còn có ước mơ riêng của tôi. Mấy người đi đi. Mấy người tránh ra. Mấy người để tôi chết đi. Mấy người đi đi. Bình tĩnh đã. Đứng coi thôi, không ai can thiệp gì hết. Bình tĩnh em nghe chị nói nè. Bình tĩnh đi. Chị hiểu, chị cũng đã từng trải qua như em. Ba chị luôn ép chị làm theo ý của ba chị. Chị buồn lắm, chị đã nhiều lần muốn chết. Nhưng chị suy nghĩ lại rồi. Chị buông ra. Chị đừng có bước qua đây. Chị suy nghĩ lại rồi, chị không thể nào bỏ ba chị được. Chị không bỏ ba chị được. Ba mẹ là người đẻ chị ra, nuôi dạy chị nên người. Dù ba mẹ chị có sai, cũng là ba mẹ của chị.
nếu một ngày chị chết đi rồi, chị sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Đúng đúng rồi đó, trong tất cả các tội á, cái tội bất hiếu là tội lớn lắm á. Con ơi, em nghe lời chị đi, em còn ba mẹ mà, hãy thương lấy ba mẹ của em đi. Vô, kéo lên. Vậy là em sai rồi không chị? Đúng rồi. Vậy là em sai đó không chị? Con sai đó, như vậy là bị bất hiếu. Con về con xin lỗi ba mẹ con đi. Xong rồi Vi ơi, Vi hay quá. Xong rồi. Ủa sao, sao con khóc vậy Vi? Xong rồi, cô bé được cứu rồi con. Sao vậy? Con còn muốn nhìn thấy ai đánh mất đi gia đình của họ. Xong rồi. Thôi nín. Hồi nãy con sợ không? Con sợ lắm chú ơi. Chú cũng sợ lắm, chú sợ mà chú nói sẵn luôn á. Thôi xong rồi. Bé Vi giỏi quá.